Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Bản tin buổi tối ngày 18 tháng 10 gồm các tin chính sau đây. Doanh gia Mỹ bị bắt ở Trung Quốc vì tình nghi trùm băng đảng. Tướng cao cấp Syria bị giết trong giao tranh với phía nổi dậy. Đại gia mua nanh heo làm của báo. Bị bố ráp, bác sĩ Trung Quốc lậu chạy tán loạn. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hồi năm ngoái, khi 500 công an bố ráp bắt giữ khoảng 40 nghi can băng đảng ở vùng Nam Trung Quốc, thì kẻ được coi là đứng đầu nhóm này là một doanh gia sống ở Mỹ và là người từng cầm lá cờ Mỹ trong đám đông đón Tập Cận Bình khi ông này tới California. Luật sư của ông Vincent Wu nói rằng thân chủ của mình là một người gương mẫu, có lòng từ thiện, bị kẻ thù trong giới làm ăn vu cáo để sang đoạt tài sản. Tuy nhiên, công an Quảng Châu thì nói ông là một trùm băng đảng tàn bạo, chỉ huy một nhóm côn đồ hung ác tại địa phương. Ông Wu sẽ ra tòa với các cáo buộc cầm đầu băng chuyên bắt cóc, từng tạt axit một thẩm phán, đốt nhà nông dân, có các sòng bài lậu cùng các tội hình sự khác. Ông Wu nói với các luật sư của ông rằng công an tra tấn ông để ép cung. Dù là công dân Mỹ, đến nay các nhà ngoại giao Mỹ vẫn chưa được gặp ông Wu vì Trung Quốc chỉ công nhận nơi cư trú của ông là ở Hồng Kông. Tiếp theo là tin một trong những sĩ quan quyền lực nhất của quân đội Syria vừa bị giết trong cuộc giao tranh với thành phần Hồi giáo quá khích thuộc lực lượng nổi dậy ở quốc gia này. Tướng Cem Cem bị giết ở thủ phủ tỉnh Deir ez-Zor, nơi ông ta từng giữ chức tư lệnh quân báo. Đây là sĩ quan cao cấp nhất của chế độ Assad bị giết trong hơn một năm nay. Người thân với Jair cho đài truyền hình Al-Maidin TV ở Lebanon hay rằng ông bị giết khi một quả bom phát nổ nơi đang chỉ huy binh sĩ của mình. Jair có vai trò quan trọng tại Lebanon khi Damascus còn kiểm soát quốc gia láng giềng Lebanon. Liên quan đến phần tin Việt Nam, thì các tay nhà giàu ở xứ Việt săn cả nanh heo rừng làm bùa hộ mạng đeo trên cổ. Theo báo Gia đình và Xã hội, thì giới nhà giàu tìm mua nanh heo dài, cong, tròn, càng tròn thì càng quý. Họ tin rằng loại nanh heo này giúp người đeo tránh được tà ma, yểm trừ bệnh tật và tai họa. Báo dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch, người từng có công tìm mua các món vật cổ cho du khách, rằng giá nanh heo đang sốt giá trên thị trường. Một người cho biết từng bán một cặp nanh heo tròn cho một đại gia ở Sài Gòn với giá 70 triệu đồng. Đây là giá không đắt vì hai chiếc nanh chỉ đặt một nửa. Theo giới sành điệu thì chiếc nanh càng đặt thì giá càng cao, có thể lên đến 5.000 đến 10.000 đô la một chiếc. Cuối cùng là tin một cuộc bố ráp đột ngột diễn ra tại phòng khám đa khoa châu Á tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, quận 5, cho thấy đây là nơi hoạt động lén lút của các y bác sĩ người Trung Quốc hành nghề chui. Phòng khám này do một bác sĩ người Việt Nam tên là Hoàng Đình Quán đứng tên. Tuy nhiên, ông này vắng mặt khi cơ sở bị khám xét bất ngờ. Theo báo Vietnamnet, thì các nhân viên thanh tra của Sở Y tế xuất hiện tại phòng khám châu Á sáng ngày 18 tháng 10. Cảnh hỗn loạn diễn ra tức thời tại phòng khám. Đoàn thanh tra đã bắt quả tang 5 người Trung Quốc trong chiếc áo blues cùng với một người Việt Nam tự xưng là bác sĩ tại đây. Một số người đang tiếp khách vội vã bỏ chạy lên lầu, một số khác thì chạy vào căn phòng sát lầu thượng, khóa trái để cố thủ. Cuối cùng thì đoàn thanh tra yêu cầu công an địa phương đến trợ giúp, phá cửa phòng ập vào và bắt quả tang 3 người Trung Quốc đang lẩn trốn bên trong. Vừa rồi là bản tin tối ngày 18 tháng 10. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.